Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bếp Quyết Thái. Và hôm nay bọn mình sẽ chơi game Rainbow Friend phần 2. Không biết là trong phần 2 này có những cái con quái vật gì mới đáng sợ. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi chơi. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên bấm like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình. Rồi còn bây giờ đi chơi thôi các bạn ơi. Rainbow Friend phần 2. Nghe chừng là sẽ có vài con quái vật mới đó. Ở chỗ này các bạn có thể thấy là cái cánh cửa ô vuông vuông này là cái đoạn ở phần trước mình thoát ra đây này. Đúng rồi, ở trong phần 1 đó các bạn. Và chúng ta đang ở trong một khu rừng. Rồi, hình như cần 15 người chơi. Bêu Thành vào luôn, vào luôn. Vào luôn, vào luôn. Vào luôn, ui dồi ôi, tận 14 đồng đội cơ mà. Mong là các đồng đội không báo mình. Ôi dồi, trong một khu rừng thông các bạn ơi. Chúng ta đang chạy ở trong rừng và một đêm trăng sáng cùng với những đồng đội của chúng ta. Có một khu mới giống như kiểu khu vui chơi kìa ốc kìa. Ai đây? Ai đây? Ông này như kiểu đang ông ấy đang cắt cái dây thép ra này. Ôi, đúng rồi. Ông ấy đang kiểu tính đột nhập vào đây sao ấy các bạn ạ? Ông già này. Ui giời. Ui giời. Cái gì đây? Sao các cháu lại đi ra ngoài như thế này? Hôm lần trước cháu bị bắt vào đây mà. Ông phải đi ra khỏi đây đi. Cháu nói là quái vật ư? Ui dồi ôi, ta cho rằng đó chỉ là tưởng tượng thôi. Các cháu là bị chơi game quá 180 phút rồi. Không, cháu có chơi game quá 180 phút đâu. Mà tại sao các cháu không giúp ta tìm cái đèn khẩn cấp nhỉ? Ở khu công viên nào thì cũng có đấy. À, thế bây giờ mình sẽ giúp ông này đi tìm cái đèn khẩn cấp à? Giống nhưng ông này là ai? Là ai? Ui, tiến sĩ Red. Ông chùm này các bạn. Ôi, ông bấm nút. Bấm nút. Thì rồi, mỗi lần ông bấm nút là chắc chắn sẽ thả ra một con quái vật gì đấy biết ngay mà. Thả một đâu, hai con. Blue và Green. Rồi, lần trước ở phần 1 chúng ta đối mặt ở cái chat đầu tiên chỉ có đối mặt với mỗi một mình con Blue thôi. Và tiến sĩ Red bảo là ta sẽ rất là vui đây, ta sẽ bắt những người khác. Hay quá. Rồi, và bây giờ mình sẽ cùng những đồng đội của mình. Đồng đội cố lên nhá. Đi giúp ông ấy tìm một cái đèn đây bên phải này nó hiện thị là bóng đèn này các bạn. Đúng rồi, 25 cái đèn các bạn ơi. Tìm đi, đừng có bảo là bên cái hành chẳng tìm được cái đèn nào thì tôi mệt lắm nha. Đây hả? Đây giống như kiểu cái đèn led đấy, mình sẽ lấy những cái bóng đèn này lắp vào này. Nhỉ. May nha, may cho anh nhá, trong kia có cái giường một cái đèn kìa. Mọi người ơi, đi nhặt đi thì phải trốn nhỉ. Ôi, cái bạn kia còn nhặt tranh bên Quý Thành nữa. Không đến sao chịu. Đâu, đồng đội ai nhặt cũng được. Thế hay là mình đi trốn đi cho đồng đội nhặt. Really nigga. Mình chơi game mình là phải người gánh team. Người gánh team, ok, để xem bên Quý Thành có gánh team được không. Chắc chắn anh gánh team được, có cái gì đâu mà không gánh team được. Ôi, cái khu này có vẻ rất là rộng nha các bạn ơi. Rộng hơn phần trước. Đúng, và đẹp hơn phần trước nữa. Ủa sao không thấy cái bóng đèn nào ta? Ui, các bạn đã tìm được một nửa rồi. Bê Quý Thành chưa tìm được cái nào. Đây, tìm được một cái. Chết rồi, Blue. Blue thấy Bê Quý Thành rồi các bạn ơi. Nó bắt được một đứa khác rồi. Nó bên kia, nó bên kia. Chạy đi, chạy đi. Có lấy được nhiều cái cùng một lúc không? Có. Thế thì được. Nghe tiếng con Green ở ngoài này. Con Green nó kêu như kiểu tiếng chuột đấy hả? Nó bíp 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 bíp. Bíp 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 bíp. Đủ chưa mọi người? Chưa, vẫn được một nửa thôi, mọi người vẫn đang đi tìm tiếp. Chỉ có một mình Bê Quy Thành là báo tìm được mỗi một cái. Hai cái rồi. Cái vừa nãy là bạn kia lấy rồi. Không có cái đầu tiên anh lắp vào mà. Thật á? Thật không các bạn? Mình không kịp nhìn luôn. Các bạn bình luận xem có đúng như thế không? Ông không để ý gì cả. Anh là phải người gánh team. Làm sao anh chỉ lấy được một cái? Ôi. Con người đi nó chặn đường các bạn này. Người đi bị mù. Nó bị mù nên là nó sẽ dùng bàn tay dài của nó khùa xung quanh. Nó khùa linh tinh. Nó vớ được mình là mình sẽ bị tóm cổ các bạn. Tốt nhất là mình không nên đến gần nó. Mọi người lấy đi. Mọi người lấy rồi. Mọi người lấy được 16 rồi kìa. Bạn này hốt ngay, quay xe ngay. Bạn ấy không phải Hải, bạn ấy cũng quay xe các bạn. Bạn ấy là fan bên Quý Thành, bảo sao bạn ấy sợ con này. Thôi. Thế mà anh đi qua này. Thôi đừng. Lắp vào. Ok luôn, nó đi xuống rồi các bạn ơi. Mấy đứa kia gì đấy chạy mất dép. 17 rồi, nhanh. Nó tai rất thính nha các bạn ơi, nó mù lên tai nó rất thính luôn. Dưới này có không ta? Ôi, cái con gì đấy? Con purple đâu? Con purple á? Ôi, cái tay nó múa như một con điên. Trời, mình mà đi vào cái chỗ khói đấy mà mình không đứng lên trên mà căn chuẩn ra là bị nó kéo chân xuống đó các bạn. Em tưởng con purple nó ở trong cống thôi, hóa ra không phải hả? Bây giờ nó ở trong chỗ đấy. Đúng là phiên bản phần 2 các bạn.
Sao lại đua xe? Sao lại đua xe? Đi tìm bóng đèn thì đây và đi đua xe với nhau. Các bạn đua nhanh lên cho mình đua với. Ngáo hết rồi các bạn ạ. Rồi. Đồng đội đúng là ngáo bạn, mình phải gánh rồi. Có sao mình gánh được không? Đây này, kìa kìa. Là mình gánh. Đây thấy thấy thấy. Ờ thế rồi nó gợi ý các bạn ơi, nó gợi ý nó. Ờ rõ ràng mình đi qua đây mình cũng thấy nhỉ. Đây. Có một đứa vừa chết chắc nó spawn lại đấy ốc. Đúng rồi. Ôi ơi, bở lu ơi, bở lu ơi, bở lu. Bở lu thịt thịt đứa kia rồi. Ôi green. Ôi green. Thoát rồi, thoát rồi. Mình chơi quá hay. Hay luôn. Đây đây đây. Đây đây đây, trong phòng này các bạn ơi, đây rồi. Hai rồi, nhất. một bạn bị tóm rồi. Ôi trời ơi, mở cửa ra thấy nó luôn, vãi thật. Chúng ta sẽ xem là nó gợi ý những cái đấy ở đâu nha các bạn. Kìa, căn phòng trong kia kìa. Ui, đây là vương quốc của Blue nè. Thì đấy, nó là king, bởi vì các bạn thấy con Blue nó đội vương miện mà. Anh có biết không, anh để ý không? Có, ông vua màu xanh. Ông vua màu xanh chứ còn gì nữa. Mở cửa ra thấy nó này. À, nó đi rồi các bạn ơi. Ui, giật cả mình. Con gì đấy, con gì mắt to. À, mặt con red nhưng mà lại màu con Blue. What the hell? Đi đằng đấy lại chết rồi đấy lại... Nguy hiểm quá. Không an đâu, chạy đi. Nó đi vào đây rồi, nó đi vào đây rồi. Còn một cái bóng đèn ở dưới này. Đúng rồi, đây rồi, đây rồi. Nó ở chỗ mê cung á. Ui, hai bóng đèn luôn. Ui giời. Con purple đấy. May mình không chạy qua các bạn ạ. Mình chạy qua quả đấy mất chân rồi. Ôi, mà lui. Bê Quỳnh Thành sẽ chết các bạn ơi. Thành sẽ chết, Bê Quỳnh Thành sẽ chết thôi. Bê Quỳnh Thành không bao giờ chết luôn. Bê Quỳnh Thành chạy nhanh lắm. Anh mau ấy đi. Không bắt được anh đâu. Ở dưới này có một cái kìa. Ờ biết rồi, anh thấy rồi. Quan trọng là bây giờ chỗ đấy nó có một con purple. Có bờ... lại còn có con blue ở bên kia kìa. Ui, mẹ hồn. Blue bị ngu kìa các bạn ơi. Chạy đi chạy đi. Anh sẽ fill toàn bộ bốn cái này vào thì anh sẽ. Ờ đúng thật, Bê Quỳnh Thành gánh team thật các bạn ơi. Gánh team rõ, làm sao mà mọi người người chơi hay như anh được. Rồi, hay quá. Rồi xong, Bê Quỳnh Thành gánh team. Green đứng đấy mà sợ à? Hay quá bạn ơi. Chiếu đèn lên. Chiếu đèn lên thấy con Blue. Mặt trăng Blue à? Mặt trăng Blue. Ô ông này vào rồi. Hey, các cháu nghe thấy gì không? Các cháu có nghe thấy ta nói gì không? Chờ đã. Đây là một cái đèn khẩn cấp. Có nghĩa là các cháu đã tìm rất tốt mọi thứ. Ta rất là khen các cháu. Good job. Ôi, Blue kìa. Ông không thấy Blue nó vừa đi qua à? Quái vật đấy. Ừ. Hả? Nó là Blue. Là Blue. Ồ, được không? Đây là một sai lầm. Chúng ta cần tìm cách thoát ra khỏi đây thật là nhanh. Cái này có thể giúp chúng ta. Như kiểu cái gì đây? Giống kiểu cái đầu tên lửa ấy. Ờ, kiểu như gắn vào đít xong bắn ra khỏi đây. Con yellow, bàn chân màu vàng chắc là con yellow đấy. Con yellow, à ừ đúng rồi, con yellow. Ờ, con này nó lại có chiến thuật mới các bạn ơi. Nó sẽ... Nói chung... rất là ngạc nhiên. Đây là sân khấu của ông ta, cái gì đây? Rồi ơi, còn một... Bốn người. Còn bốn người, may quá. Dụng như sung. Rồi bây giờ là chúng ta đi tìm bình ga nữa đúng không? Đây. Ờ, đúng rồi, có 15 cái bình ga thôi. Làm được. Game là dễ mà các bạn. Vào phát anh nhặt được hai chiếc luôn. Ấy à, giỏi thế. Anh chơi giỏi là điều đương nhiên. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Chúng ta sẽ có con blue, con green, con purple. Đi lại con yellow. Ôi trời ơi, con yellow nhìn như con cú vọ. Con chim. Em nhìn thấy có một bình ga bên kia. Hai bình ga bên cổng kia. Ôi trời ơi, con này nó biết bay à? Sao đã có cánh rồi lại còn phải gắn cánh quạt? Không, nó làm gì có cánh đâu em. Thế cái gì à? Thế này là hai cái gì? Ở bên kia. Đây, bên này kia, có kia. Không, nhưng bên ngoài cũng có. Anh biết rồi, anh nhìn thấy mà. Thật em tưởng anh không nhìn thấy. Em tưởng anh bị ngu đột xuất. Anh không bao giờ ngu luôn cho nhanh. Mình rồi. Tìm thêm, ngoài này chắc hết rồi đấy. Quay về lắp đã ông ạ. Đúng không, chết rồi đấy lại chết dở luôn các bạn. Ủa sao mọi người chả tìm được cái gì thế? Mình tìm hết này. Hay là mọi người trốn hết rồi, mọi người gặp kiểu gặp nhiều quái vật ấy. Mọi người quá sợ. Đây rồi, một cái bình ga đây này. Đấy, có một bạn đứa chết. Có một bạn đấy nhặt được cái bình ga này nhưng bạn ấy chết thì cái bình ga này nó tự nhảy ra đây. Đúng rồi, vậy là còn 3 người thôi. Phòng gì đây? Ui ôi, vết chân của con Blue. Không có gì trong này. Đây, trong này. Trong này có gì không? Không thấy có gì không ạ? Không thấy gì à? Hãy cho tôi gợi ý. Đây rồi.
Thấy luôn, trời quá hay. Trời quá hay, quá đỉnh. Trên này con Blue đi xuống. Blue đi xuống, Blue đi xuống. Trốn à? Mình cầm thọ cái bình ga nó không nhìn thấy. Đúng là Blue bị ngu các bạn ạ. Blue lúc nào nó cũng bị ngu như thế. Ra đi. Ủa có con green bên kia, green Blue nữa kìa. Cả ba con đấy luôn. Đấy luôn. Thôi mình đi chỗ khác đi. Tất nhiên rồi. Dại gì mà đi vào đấy ba con nó đuổi cho thì chạy tụt quần. Hay lên vòng quay mặt trời chơi tí. Lên được mà ốc. Ờ tí thì lên lên cho em chơi tí. Đấy vòng quay mặt trời. Có lên được không? À đó. Tưởng không lên được. Đây đây đứng ở trên này nhìn nhá. Wow. Quá tuyệt vời. Đây là ổ. Ổ của con chim vàng vàng này. Ờ con yellow đấy. Kìa kìa đồng đội của mình kìa. Đây con vàng vàng nó đang ở khu này. Ờ. Bây giờ mà xuống thấy con Blue đúng là bị ngu luôn đó các bạn. Thôi không. Bây giờ mình xuống đi. Mình xem có gợi ý chỗ nào tìm bình ga đi. Đấy các bạn tìm được 9 bình rồi. Nhanh lên. Mình fill vào 2 bình đi. Yên tâm đi, anh chơi hay lắm. Ui, không hay lắm hết hồn. Làm sao bắt được anh? Trốn đi. Cái đấy đu dây luôn à? Yeah, bọn kia đứng nhìn anh luôn. Làm sao mà đẳng cấp như anh được? Hay quá. Một like cho Bê Quy Thành. Phải 10 like. Đây, bình ga đây nữa. Đây. 3 bình, 4 bình luôn. 5 bình luôn. Không phải là Bê Quy Thành chơi hay mà hình như là Bê Quy Thành gặp may ấy các bạn ạ. Quá chuẩn luôn. Quá chuẩn thế thì. Ờ Blue đi rồi. Vô đi. Sẽ đi xe ở đây. Lái vào đường đua à? Ui giời mất thời gian quá. Đây. Ui lái xe cực ngu các bạn. Thôi được không lái được các bạn ạ. Ôi giời lái xe cực ngu luôn. Không đúng mũ hiểm à? Không. Tay đua số 1. Ui. Các bạn ơi, tiếng sấm này là tiếng sấm ngoài đời thật đấy, không phải. Ôi giời ơi, tí thì con gờ đi nó tóm cổ anh. Ý, sao nó cứ đứng lượn lờ ở đây thế? Nó canh mà. Ôi có bạn, đồng đội mình. Cái bạn mang trên đầu của bạn chơi hay phết ạ. Rồi, ok. Còn một cái nữa. Các bạn ơi, còn một cái nữa. Đi. Bạn ma này còn đang trốn nữa, trời mệt thật đấy. Đấy, bên này mà, đi xuống đây mà lấy. Đâu? Có gợi ý gì không? Không. Ui giời, không có gợi ý gì ra đấy. Anh bảo anh gánh tim mà. Ôi bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem. Anh gánh tim mà. Hay quá hay luôn. Đấy bạn ấy toàn trốn thôi. Đồng đội mình toàn trốn thôi các bạn ạ. Rồi. Nào đứng đây múa đi. Múa. Yes. Ui hy vọng là nó sẽ làm việc các bạn ạ. Các cháu ạ. Rồi. Ôi. Bơm ga vô. Bum. Nén. Phá cửa này. Ui. Cái gì rơi ra? Ui những cái đầu. Xin là xin vinh biệt cụ. Đập đầu rồi đã. Ôi, chưa chết. Cụ sống thế dài quá. Lắm. Ôi, cụ lên tận đây các bạn ơi. Ủa thứ vừa thấy cụ ngất sao được, cụ lên trên đỉnh này. Cụ cũng không biết luôn mà, cụ đang hỏi ôi tại sao ta lại ở trên này mà. Ôi, là cụ rồi sao cụ ơi, sao cụ tự nhiên cụ trèo lên đấy làm gì? Ok. Chúng ta sẽ thử lại một lần nữa. Hãy nhặt những cái này, cái này tên là Lucky các bạn ạ. Những cái đầu Lucky này hả? Đúng rồi. Thì ta sẽ để người. Bây giờ như kiểu là mình phải nhặt đầy đủ đầu Lucky. Nếu không là ông ấy cái con Red này nó sẽ làm tiêu diệt cái ông già này. Ui. Bây giờ muốn cứu được ông già là phải như thế. Ôi, Bê Quy Thành ơi, cố lên. Một mình anh chơi cũng được. Một mình chơi cũng được. Phép. Ok nhạy. Vừa thấy mà hết hồn luôn. Cái con đấy nó bắt mình kiểu gì nhỉ? Con vàng ấy. Nó bay lên hay sao? Ui đông quá. Chuồn. Bị thấy một. Đấy con green nữa. Vãi. Đi chậm một tí thôi là mất chân. Đúng rồi nó cái đầu này. Cái đầu. Một cái đầu luôn. Một cái đầu luôn các bạn ạ. Ờ hình như mình ôm. Phải ôm lần lượt từng cái đấy. Đúng rồi. Nhìn cái đầu như thế này là biết. Trong này có hai cái. Một cái đỏ rồi. Nữa. Ui, tí nó lấy mất chân mình. Bây giờ mình phải đi ra Bê Quy Thành ơi. Tầm nhìn rộng ra. Ui, cái green. Đừng green mà trốn kiểu thế nó bế đi đây. Bạn này non thế nhỉ, green là phải chạy luôn. Bạn này như cái lốp xe các bạn.
Non. Non. Thấy con green là mình lập tức là mình phải chạy đi nha các bạn. Đúng rồi. Hai quả liền kìa. Rồi. Lăn lông lốc. Cố lên, mình sẽ cứu được bác già. Ủa mà ba cái ở đây luôn. Ủa nhưng mà bác già đấy là ai ta? Là bác Bê Quy Thành à? Bác bảo vệ. Ai mà biết. Ai mà biết bác gì? Bác gì? Nhìn trông giống già già mà râu ria, nhìn trông giống như là nhà nghiên cứu gì đấy, tiến sĩ. Tiến sĩ bị bệnh trí à? Không, tiến sĩ đến từ nước Mỹ. Bao nhiêu rồi? 5 quả rồi. Tưởng là bốc phải con quái. Ui, con Green. Con Green không sợ. Đi đi em ơi. Đi đi em ơi, không thì không ai cứu được em đâu. Đi đi nhanh. Tiếng sấm làm mình giật mình quá các bạn. Bỏ vào đây. Rồi sao nữa? Mình hãy góc nhìn một tí các bạn ạ. Bên này rồi, mình phải lấy chứ. Nhanh, đứng lên. Ui, kinh quá. Ý, mất luôn, mất tay luôn, mất chân luôn. Ồ, nó chạy đường nào đến nhỉ? À, nó chạy đường này. Ồ. Nó chạy đầu bên kia. Chính xác, chính nó. Để rồi. Ê, mới được có 8 quả thôi. Còn 2 quả nữa ở đâu đấy? Sẽ nghe thấy tiếng như kiểu là Đây, 9 quả rồi. 9 quả rồi, còn 1 quả nữa ở đâu? Còn 1 quả nữa ở đâu? Là hết hồn. Hết hồn con trồn. Ui, đây là khu nào đây? Khu cống ngầm, mình chưa đi chỗ này các bạn ạ. Ui, green. Ôi, gánh tên. Game là dễ các bạn ơi, đây rồi. À, con tiến sĩ Red khen mình là ok, good job everybody. Chơi rất giỏi các bạn ạ. Phải khen mỗi mình thôi chứ, good job Bê Quý Thành thôi. Rồi, mình đã cứu được ông già các bạn ơi. Tuyệt vời, ít ra còn có một đồng đội, đầu có con ma. Ôi, ông này cởi áo ra này. Đừng lo lắng, ta ok à. Ok, đừng cởi trần ông ơi. Đừng lãng phí thời gian nữa à. Lần đầu tiên chúng ta đã bị thất bại rồi à. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây. Chúng ta còn một cách nữa. Đấy, đó là chúng ta sẽ đi xuyên qua cái đầu của Lucky. Cái roaring cái gì đấy màu cam. Đấy, ok, tìm cái bánh xung quanh đây. Nghĩa là mình phải làm cái bánh cho cái đầu kia nó chạy ra nó ăn. Xong mình đi qua chỗ đấy. Đúng rồi. Ôi dồi ôi. Làm bánh à? Gì đây? Bọ hung. Một con quái vật mới màu xanh. Con này là con bọ... light blue. Con đấy là con bọ đỏ, là bọ cánh cam, bọ hung đâu đó. Con này tên là Kian này các bạn. Nó là con gái nha các bạn ơi, nó là con gái. Rồi xong nó thả thêm một con quái vật nữa. Rồi, hai người vẫn là ok. Ok à, quả này nó căng hơn đấy các bạn ạ, không dễ đâu. À, đây là làm bánh, chúng ta cần phải đi tìm đầu tiên là bột, 9 cái bột các bạn. Chia ra mỗi người đi một đường. Đúng rồi, chia ra. Căng phết. Nhưng mà với kinh nghiệm của anh thì không biết là cái con màu xanh thì nó như nào ta. Em được gặp nó bây giờ ấy mà. Blue. Gì ấy, blue tinh. Phát hiện ra mình rồi. Blue tinh thế. Bọn này nó cũng... Ôi chết rồi, bạn kia bắt rồi. Đây, con yellow. Đấy, nó đây. Đi gọn vào. Nó đi vào trong này. Lấy. Yên tâm đi ốc, anh á. Khóa VIP Pro luôn. Một mình anh gánh team. Green kìa. Green nó canh ở đây là các bạn này. Đấy, nó canh nó chặn. Rồi, mình kìa. Còn cần 3 túi bột nữa. 3 túi nữa. Em nhìn thấy những cái túi bột kia kìa, người ta gợi ý kia kìa. Anh biết rồi, anh cũng nhìn thấy rồi. Lại ở chỗ con purple đúng không? Thôi đi xuống dưới này đi xuống dưới có vẻ là ít gặp quái vật hơn đấy. Điều. À ở ít nhất là gặp không gặp cái con yellow các bạn. Đấy. Ở đâu ấy? Ui. Vừa nói xong. Gì đấy? Nó có cảm giác mình đang ở đây hay gì mà nó cứ lượn lờ trước mặt mình nhỉ? Ghê thật đấy các bạn ạ. Đi rồi. Từ từ cho nó đi hẳn đã ơi. Để xem nó đi lên trên này hay nó đi ra kia. Nó đi, em nghĩ nó đi ra. Ờ, nó đi ra các bạn. Không thể chết một cách ngu nguội như thế được. Ngay là ở chỗ con này mà.
3 hộp ở đây luôn các bạn. Ui. Mẹ bên Quỳ Thành gánh team thật các bạn. Bảo rồi anh một mình anh phải gánh. Ui. Tí chết. Tí mất chân luôn. Rồi. Còn một hộp nữa đâu thế? Kia. Ngay trên luôn. Cho cái bàn tay đi qua bên kia đã. Đấy, nó đi sang bên này rồi. Mình sẽ đi lên. Rồi. Ôi. Bên Quỳ Thành sẽ chết. May quá. Ôi. Anh bị... Ghê thật các bạn ơi. Sống thần kỳ. Xuất sắc các bạn ơi. Nó leo lên rồi. Con blue leo lên đúng không? Blue leo lên nhưng không sợ các bạn. Blue leo lên. Mình lại đi xuống. Nào. Trời ơi, còn mỗi một cái ở bên phía kia. Chúng ta quay lại đấy chứ. Quay lại đấy thôi. Ok. Ui, sống thần kỳ luôn. Hết hồn. Thế anh chơi giỏi chưa? Quá giỏi. 10 điểm, không có nhưng. Ở trên cao. Light blue. Ok, chúng ta quay trở lại. Mẹ, con yellow. Anh ở trong này liệu anh có phát hiện ra anh có bị kiểu như là không, chắc chắn nó không ăn được ở trong này. Thế à? Đi ra chứ. Không phải sợ. Anh tin mà ốc không tin anh à. Rồi chúng ta ốc không tin anh à. Đủ bộ rồi, bây giờ làm bánh nè. Đấy chưa, anh tin. Còn mỗi mình anh sống thôi. Ồ, con này nó chạy ra nó ăn cái bánh đấy. Ừ. Rồi nó ăn bánh luôn. Đây là cơ hội để mình chạy thoát đi. Chạy luôn. Vô đi. Ok, let's go. Go. Chúng như kiểu chó sủa. Rồi còn mỗi bên Quỳ Thành thôi. Hay quá. Bảo rồi anh chơi lúc nào anh là người gánh team hết. Bây giờ sao? Bây giờ chạy vào trong này là được ông ơi. Ông này, ơi. Ừ đúng rồi, đi vào đường này đúng rồi. Ông bảo thế mà. Đúng rồi mà. Con Orin. Đi theo ông ấy đi. Đây đang đi theo đây. Đây là đây một đường hầm mỏ à? Crystal, tên là Crystal bạn. Mẹ xem cái hầm thôi đặt tên là Crystal luôn ạ. Crystal là tên một loại đá quý ấy các bạn. Rồi bây giờ lên xe mỏ. Rồi ông ơi, gạt cần cho cháu lên luôn. Rồi. Ok ông ơi. Ok ông ơi. Ok con dê. Lên luôn đi ông ơi. Ok con dê. Ông ơi nhanh lên ông ơi. Ông ấy còn lại phải lên chương trình gì ấy để cho cái xe nó chạy ấy các bạn ạ. À, giáo sư à? Ừ, để chắc chắn là những cái cơ thể của chúng ta sẽ đi theo cái xe chứ không phải là đi linh tinh. À, kinh đấy, nhà khoa học tài ba đấy các bạn ạ. Nhà khoa học chứ. Đây nó dạy mình này. À, nghiêng sang bên này để cua sang. Ờ, rồi cua. Cua luôn. Dễ thế. Đi chậm thế. Đi nhanh lên rồi nào. Đi nhanh thì chừng là mình phải đi tàu lượn siêu tốc. Nhanh lên nghiêng bên kia. Này phải nghiêng ốc. Đó là đường bình thường mà. Ôi, chỗ này có vẻ lắt léo này các bạn ơi. Ui, càng đấy nhè. Càng đấy. Hơi bị mệt đấy. Ok. Cua. Sao không cua? Nó có hai đường ray check ra đâu mà phải cua. Đây là một đường ray mà mình cứ ngồi yên như này nó vẫn chạy trên một đường mà. Ờ. Ôi kìa. Cái gì ấy? Mấy cái con Lucky đó. Ủa sao nó lại ở đây? Exit nữa ông ơi. Thoát rồi. Thoát gì sao tớ òm ấy. Chưa thoát đâu, chắc chắn là sao dễ thế? Lên đây chắc chắn là phải có chuyện gì đấy xảy ra trên cái đường ray này chứ không đơn giản chỉ là ngồi đi chơi ngắm cảnh như này được. Bây giờ mình chạm cái bánh thì sao? Chắc vỡ đầu thôi, né ra. Không làm đi đến đây mất công nữa các bạn ạ. Đây ui, quả này chắc chắn. Ui, con Orin đuổi cái bánh nhỉ. Rồi xong, quả này xuống đây đi siêu tốc chắc rồi. Con light blue. Ôi em ơi, tha cho chị đi. Đi con theo cái con này. Đúng rồi. Ui tí nó bắt được chân mình. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Nhanh lên. Những cái đầu kìa. Ừ, con là Lucky đấy. Ui ôi, tàu lượn siêu tốc rồi các bạn ơi. Ui ôi, chóng mặt quá. Yên tâm. Anh mang tổ lái phái đua xe. Hay quá. Đây là đường hầm mỏ của con Orin các bạn ạ. Ôi nghiêng quá các bạn ơi, nghiêng quá. Ôi. Đây cẩn thận, đoạn này chắc chắn có quái vật. Lao lên, lao lên, lao lên,
anh ạ. Lao lên trời má ơi. Trong mặt các bạn. Trời ơi, cháu mặt quá, mình sợ trò này quá các bạn ơi. Ôi, cháu mặt thật các bạn ạ. Nó đi ngoằn ngoèo như này để cho mình bị hoa mắt, cháu mặt đau đầu. Xong rồi tí mình sẽ bị dễ bị ăn thịt. Đúng rồi, hoặc là để cho mình có nhiều gầu. Bơi lưu. Dễ, nhanh lên. Dễ. Ui, hết hồn các bạn ơi. Quá căng thẳng luôn. Cái gì vậy? Mỏ vàng luôn. Ôi hết hồn. Ơi, con nhiên lắm. Con chim vàng vàng luôn các bạn. Rồi sao? Thoát chưa? Chưa, có vẻ như chưa đâu. Còn con green nữa mà đúng không? Chúng ta thank for visiting. Ô, thế là hết rồi các bạn ơi. Mẹ chưa hết. Rồi đây này. Nó đợi mình luôn. Đây, rồi rồi. Bãi rác. Acid kìa. Acid. Chạy thôi. Thoát luôn. Mở cửa cho tôi. Ôi, con này sao lại tự nhiên rơi xuống như một con ngu này. Chết rồi. Chứ nó đuổi mình, con này đuổi mình chắc chắn luôn. Đuổi mình rồi. Con này con mới bạn ơi. Đấy, nó đang đuổi kìa, mồm nó cạp kìa. Bộ răng của nó nghiến đầu, đứt đầu bên thành luôn. Chui, đúng rồi. Yên tâm, kinh nghiệm anh á, mấy con quái vật này không bao giờ đuổi được. Ui. Nó gặp được cả cái đấy các bạn ơi, ghê quá à. Mồm nó rất là sắc luôn nha các bạn. Chạy đi, cắm đầu vào mà chạy thôi. Ui, đây là những cái khối của con green các thứ này. Chui. Ui giời. Được. Trông nó như cả một con chó điên nhỉ. Đúng rồi. Rồi nó quay đầu vào rồi. Đủ ngu đủ ăn hại, không bắt được ta đâu. Mấy con quái vật này không có tuổi bắt với cô Thành gánh tim. Đi tiếp đi. Phá rồi à? Hết rồi đúng không? Hết chapter 2, bên cô Thành chơi quá giỏi. 10 điểm về chỗ. Một mình sống sót. Quá hay. Cả team chết hết. Anh còn có một pha mà quái vật không bắt được, đứng cạnh không bế được mà lại có lách qua bàn tay luôn. Đấy. Rồi. Anh là nhất rồi. Anh là số 1, ốc là số 1000. Ui. Sao đấy? Ông vua Green. Blue. Blue. Blue đang ngủ. Blue đâu rồi? Tiến sĩ Red hỏi. Blue ngủ. Chúng ta đã muộn rồi, Blue ơi, mau dậy đi. Ủa, nó ngủ chảy dãi rồi các bạn. Bảo sao cái nước dãi ở mồm là nó ngủ nhiều quá, nước dãi chảy ra các bạn ạ. Đấy, các bạn biết vì sao Blue có nước dãi ở mồm chưa? Ngủ nhiều. Ok, bạn đã thắng. Rồi và các bạn ơi, vậy là tụi mình đã chiến thắng trò Rainbow Friends phần 2 với sự gánh team còng lưng của Bê Cô Thành chơi quá giỏi. Thì các bạn đừng quên ủng hộ Bê Cô Thành bằng cách bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Có tựa game gì mới các bạn nhớ bình luận cho tụi mình chơi nha. Yes.